Nè mọi người thấy không? Nước em còn nhiễu lưng tưng luôn nè. Đó. Quay ráo vậy hồi chúng ta ăn bún hay ăn sống, ăn bánh xèo gì cũng được luôn. Giờ em để vô chung luôn. Không biết xà lách có dập không nữa mọi người. Nhưng mà theo kinh nghiệm của em làm thì nó không có dập nha mọi người. Mấy lần trước em dùng rồi nó không có dập, thì không biết lần này trong cái video này nó thế nào thôi. Đó, nước nhiễu ra. Cũng hay. Giá tầm 180.000 cho một cái lớn thì em thấy cũng tiện mọi người. Cái này dùng biết tới khi nào luôn, thuận tiện. Thao rổ đầy đủ luôn. Biết gì không? Nước nhiều nãy quên chế cái nước ở dưới cái đít ra nè. Đó, hồi nãy trong cái lòng nó khô mọi người. Mà em quay ghế gần hồi nước nhiều quá nè, em quên chế ra. Giờ để em chế ra một cái nha. Để thôi nó ngập. Đó, chế ra cho nó khô đi cái quay. Nãy giờ quên thay nhỏ luôn. Đây. Đó. Bỏ đúng cái tâm nha mọi người, để bỏ không đúng cái tâm là mình quay cũng được. Giờ nhu cầu ăn rau của mọi người rất là nhiều luôn. Thì cái chiếc video này nghĩ là giúp ích được mọi người á. Mọi người quý anh chị em nào mình có cần cái bộ dụng cụ này thì cứ alo cho em nha, ship tận nơi luôn, miễn phí ship. Số điện thoại của em là 038 7728 778. Em tên Thảo. Cái này thì em gói rồi em ship mọi người miễn phí ship. Một sản phẩm lớn như thế này giá là 180. Cái này thì nhựa duy tân an toàn mọi người. Xong rồi các bạn, quay một lượng khá sập á, khô queo luôn xà lách nữa các bạn. Hồi nãy mình bỏ xà lách vô thì giờ lấy xà lách ra nó vẫn như vậy nha các bạn. Nó không có dập luôn nha các bạn. Không hề dập một xíu xíu nào luôn. Đó. Các bạn thấy không? Khô tưng luôn. Một sản phẩm quá là cần thiết cho mọi nhà của mình luôn ha mọi người. Thì em nghĩ là cái này là nên mua nha mọi người. Tiện. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Dạ, em cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong thời gian qua nha. Nếu mà mua hàng thì cứ gọi cho em nha. Dạ, cảm ơn mọi người ạ.